Hello, chào mừng các bạn đến với channel của bà Tám Kali. Hôm nay nhân mùa lễ Vu Lan, Tám xin hát một bài điệu Lý Con Sáo mang tựa đề là Khúc Ca Báo Hiếu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trong chốn nhân gian nhớ đến ơn sinh dưỡng nhọc nhằn, chữ hiếu phải vẹn toàn. Đầu tiên là thương yêu kinh dân, lấy hiếu tâm căn trong lòng con. Cha mẹ hiền hy sinh già như lá thu rơi, chỉ sống nương con trẻ cậy nhờ. Hãy về yêu vũ mẹ già, chén cơm đầy canh cao kinh dân, khi ơn đau thuốc than nhiều năm. Đừng chia phần tròn nhân phẩm ai ơi, bởi mẹ cha sung sướng tự hào khi đời khen quý con mình. Hiếu hạnh còn bền vui hơn báo châu, con đã gieo kiếp nay và đời sau. Giàu bát tiền mà con thơ phải gắn tu tích lũy nghiệp lành để đừng đau khổ đọa đày. Dù con mình lo toan sướng tâm, nhưng kiếp sau chẳng đâu ta được yên. Làm mọi điều cho mẹ cha tiếng tu thế cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tám hát. Chúc các bạn một mùa Vu Lan thanh tâm an lạc. Xin tạm biệt, bye bye.